tears have all dried up, 'cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Now everything is perfect, I know this love is worth it. Cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu.
Hãy subscribe.
lần lượt chào đón tất cả các quý vị trong phái đoàn của Nhà Trai và Mặt Nhà Gái. Chúng ta đã trở về đây và ngày hôm nay là một ngày rất trọng đại đối với ngày đôi bạn Nhã Phương và Hoàng Anh. Ngày hôm nay là ngày đầy tháng tốt, ngày tốt, tốt đẹp. Gia đình của Nhà Trai có xính lễ với cung vô vi của Mặt Nhà Gái Kiến An để làm lễ kính hôn cho đôi bạn trẻ đang duyên vợ chồng. Trước hết gia đình Nhà Trai có lễ vật để cáo hiến gia tiên tổ đường của Nhà Gái xin được kính hôn cho đôi bạn trẻ Nhã Phương và Hoàng Anh. Nay một chàng vỗ tay thật to để đón chào một vị đại diện của Hoàng Nhà Trai. Ta đây có lời xin thưa chưa ạ? Thưa các quý vị, quý khách, đại diện cho hai ông. Trước hết, thay mặt cho phái đoàn Nhà Trai, chúng tôi xin gửi đến các cụ, các ông, các bà và các quý vị đại biểu hai ông lời kính chúc sức khỏe, thành công và mạnh khỏe. Kính thưa các cụ, thưa các vị đại biểu, sau đây thay mặt gia đình Nhà Trai tôi xin giới thiệu, tôi là bác ruột của cháu Hoàng Anh. Tiếp theo là bà nội của cháu Hoàng Anh, cháu tím nè, đã âm tức là bố mẹ nuôi của mẹ cháu, kia là mẹ cháu. Và cô kia là bá ruột của cháu, cậu của cháu, cậu họ đứng lên luôn. Đã. Cái gì của cháu. Về phía bên này thì còn có các bạn của cháu Hoàng Anh cũng đang ở nhà gia đình. Báo cáo các cụ, ông, các bà, qua một quá trình cháu Hoàng Anh và cháu Nhã Phương có quen biết nhau, nguyện vọng của hai cháu là cũng đã mong muốn giống như gia đình, mong cho các cháu được tiến tới hôn nhân. Hôm nay gia đình Nhà Trai chúng tôi có lễ vật gồm 9 lễ vật kính trình gia đình Nhà Gái, mong bác cụ, ông, các bà chấp nhận để cho hai cháu được nên duyên vợ chồng. Không muốn nói gì hơn thì xin cảm ơn các cụ và các bà đã biết. Một tràng pháo vỗ tay thật to nữa để đón chào một vị đại diện của Nhà Gái nên xin đỡ lời ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác nội ngoại của hai họ Nhà Trai và Nhà Gái, tôi thay mặt cho gia đình Nhà Gái xin được trân trọng giới thiệu, tôi tên là Hiền, là bác của cháu Phương Nhã Phương, và xin tiếp theo được giới thiệu ông cụ Nhẫn, là cháu phải gọi là ông già, và tiếp theo là xin giới thiệu bà trẻ của cháu là em mời bà, cháu mời bà đứng dậy, bà Hùng đứng dậy, mời ông Hùng ở đâu ạ? Vâng, xin cảm ơn anh ruột bố cháu Nhã Phương, xin được kính mời bố cháu Nhã Phương, đấy anh của bố cháu Nhã Phương. Ngoài ra còn có người tiếp theo là ông Hoàng, là anh của mẹ cháu Nhã Phương, xin được mời. Và tiếp theo là xin được giới thiệu ông cô Hợp, là chị của mẹ cháu Nhã Phương, mời bà đứng dậy. Và mời xin được trân trọng giới thiệu ông Cường, là bác của cháu Nhã Phương. Xin được giới thiệu bác Nhàn, là bác của cháu Nhã Phương, xin được kính mời bà. Và tiếp theo là xin được giới thiệu bác Hương, là bác của cháu Nhã Phương. Và giới thiệu rồi. Xin được trân trọng giới thiệu bác Hoa, là bác của cháu Nhã Phương ạ. Và xin được tiếp theo giới thiệu ông Hới, là bố đẻ của cháu Nhã Phương, mời ông Hới. Và tiếp theo mời bà Nhã, là người hai vợ chồng thân sinh cho cháu Nhã Phương. Thay mặt gia đình có chầu, có nước, có thuốc, có bánh kẹo, xin được trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác nội ngoại của hai bên gia đình ăn chầu, uống nước, uống thuốc.
Kính thưa các cụ cùng các bà, hôm nay là ngày lành thật tốt. Gia đình trên nhà trai có cưới chầu, trước là kính tổ, sau là kính báo đến các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại, các quý khách gần của gia đình, quý khách của hai bên gia đình. Được biết là các cháu nên vợ thành chồng trong nguyện vọng lễ cầu hôn của các cháu. Tôi đề nghị hai gia đình, hai bên gia đình hai họ cùng chung tay vun đắp và xây dựng cho cháu được hưởng hạnh phúc của hai bên gia đình. Và có một tràng pháo tay chúc mừng cô cháu, xin được kính mời. Dạ vâng, rất cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị quan viên hai họ, họ nhà trai và họ nhà gái. Vừa qua hai gia đình đã làm xong thủ tục vấn danh, thủ tục đầu tiên trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Và giờ phút trang trọng nhất là mời hai bà thông gia, chúng ta sẽ lên làm nghi thức đầu tiên là nghi thức trao lễ vật cho buổi đính hôn ngày hôm nay ạ. Mời hai bà. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Sông rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ tôi xin cảm ơn các cụ công các bà tình nhà gái đã tạo điều kiện cho các cháu trong buổi vấn đề ngày hôm nay. Và hôm nay cũng xin kính báo với các cụ công các bà do điều kiện người khả năng thôi.
mình. Tôi đặt vấn đề với gia đình nhà gái là các cô con các bà cho chúng tôi làm các nội dung thủ tục theo các bước, thì báo cáo các cô có bà trong buổi ngày hôm nay thì hát được sự tiến trí của các cô có bà được chưa? Xin ý kiến hết. Ông bà Huế sinh hạ được cháu Cát Phương, ông bà Hải sinh hạ được cháu Anh, các cháu lớn khôn trưởng thành, tự nguyện yêu nhau, được hai bên gia đình chăm lo vun vén và sẽ hạnh phúc. Về thủ tục lễ nghi ban đầu là gia đình nhà gái nhà trai con dao và gia đình nhà gái nhân công việc ban đầu để chăm lo cho các cháu đã hoàn thành và đã có lễ lại quả để kính báo đến các cụ các ông các bà. À, do điều kiện đường rất xa xôi, dịch bệnh ở xa không làm được, xin được gửi đến gia đình nhà trai về nguyên báo lại với các cụ ở nhà. À, một lần nữa thay mặt gia đình xin nhận ý kiến phát biểu của gia đình nhà trai và trân trọng cảm ơn các cụ cùng các bà cùng chung tay chăm lo hạnh phúc cho các cháu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé. Được sự nhất trí của các cụ các bà bên họ nhà gái cho phép bản thân ra chúng tôi làm các thủ tục như theo quy định, cũng là giờ tốt, ngày này tháng tốt, gia đình nhà trai chúng tôi có thể xin và nhận dâu, mong rằng để kính tổ tiên các cụ bên ngoại, mong rằng các cụ không có bà chấp nhận cho gia đình chúng tôi được nhận cháu Phương về làm con cháu trong gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác nội ngoại, thưa toàn thể các quý khách, các cháu khôn lớn trưởng thành được hai gia đình chăm lo vun đắp. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình thống nhất tổ chức lễ trăm năm hạnh phúc cho các cháu. Được sự nhất trí của các cô cũng các bà, gia đình nhà trai có xin đón dâu. Kể từ giờ phút này, cháu Nhát Phương
về làm dâu con của các cụ có trách nhiệm đối với tông đường và thờ phụng tổ tiên. Thay mặt cho gia đình nhà gái xin chào cháu Nha Phương là con của ông bà Nhã Hới về làm dâu con của bà ông bà Hải. Kể từ giờ phút này, thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ sinh ra để thành đôi. Đi ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì trong ấy em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Cần có đâu. Cô dâu chú rể sẽ cúi đầu thật lâu để chào mọi người nào. Tiến bước nữa đi nào. Nào hai gia đình nhà mình sẽ đón nhận cái chào của cô dâu chú rể nào. Vỗ chào vỗ tay nhé. Thay mặt gia đình nhà trai, chúng tôi xin nhận cháu Phương làm con, làm cháu, làm dâu trong gia đình họ nhà chúng tôi. Và từ nay cháu Hoàng Anh cũng là con, là cháu của các cụ công các bà dưới nhà. Mong rằng các cháu sống hạnh phúc trăm năm trọn đời và chúc phúc cho các cháu. Xin cảm ơn họ nhà gái đã đón tiếp nhiệt tình. Kể từ giờ phút này, cháu Nhã Phương về làm dâu con của ông bà Hải và là con cháu của các cô, các ông, các bà bên nhà trai. Các cháu lớn khôn nhưng còn có những cái điều khiếm khuyết, mong các cô dạy bảo thêm để các cháu trưởng thành và có nhiệm vụ làm những nối dõi tông đường thờ phụng tổ tiên và chăm lo sức khỏe bố mẹ của các cụ các bà. Thay mặt gia đình nhà gái xin được trân trọng cảm ơn. Oh,
cháu đã nên vợ thành chồng, được hưởng lộc phú quý của toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác. Thì mời các cụ là có một tràng vỗ tay chúc phúc cho các cháu ạ. Đến bên anh một ngày sưởi ấm anh qua đêm đông dài, từ ánh mắt đầu trao nhau lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau, che cho em bình yên, một người ấm áp sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao sống những ngày đơn côi, từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong đời, ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay em, hãy cầm tay anh, mình sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Đã đến bên anh một ngày sưởi ấm anh qua đêm đông dài, từ ánh mắt đời trao nhau lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao